ít bình y phần ít mũ 3 y. Dấu phần này các bạn có thể hiểu đó chính là chia đó các bạn. Được chưa? Thì ta để ý nha. Bắt đầu nè. Bằng x mũ 2 chia x mũ 3. Thì ta nhớ chia lấy mũ trừ. Đó, vậy là lấy 3 trừ 2. Vậy ở trên mất. Ở dưới còn là x mũ 1 y chia y mất. Vậy ở trên còn lại số 1. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là làm chậm x bình y phần x mũ 3 y. Thì bạn phải biết x bình chính là x nhân y lại. X mũ 3 chính là x nhân x 3 lần. Sau đó các bạn rút hết. Thì còn lại số 1, x 1 phần x